Hát cái giọng hôm nay mắc cười đúng không mọi người? Đó là Khánh Phạm nè, cảm ơn các anh chị. Nhớ là lì xì mạnh mẽ cho em nha. Em nên tìm mấy bài mới 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 được. Thử mấy bài mới nha. Làm dâu miền Tây đi em. Ok chị Thủy Đoàn nha. Làm dâu miền Tây. Ok. Tôi đã mất người á. Em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cây cày, có hàng dưa mát trai cái làng chân phát thiệt tha, có anh và em sớm hai mong cưới chung một nhà. Nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đột pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau, em thấy nồng nào. Ơi anh tin thế nào? Anh ơi, về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho tròn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi họ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thắm nghĩa tình đầu bạc trắng lâu. Hãy là chị Huyền Mai, Việt Trinh. Được chứ chị Lem, được chứ chị Lem ơi, cười mỏi miệng luôn á. Đừng quên là hôm nay có chương trình khuyến mãi về sủi nha. Hôm nay ưu tiên cho dòng sủi đó cả nhà. Những tín đồ collagen sủi không thể là bỏ qua buổi like ngày hôm nay nha. Hey, hello chị Thu Hà, hello chị Heo. Nghe dùng một trường liêm đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cây cày, có hàng dưa mát trai cái làng chân phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đột pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao, anh ơi anh đừng tin thế nào. Cho em xin số đi ạ. Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho tròn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương anh em đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi chị Thu Hoài ơi, cho em xin số điện thoại đi mà. Ơi chị Thu Hoài ơi, có nghe em nói để số đi à. Rước em về nhà em mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thắm nghĩa tình đầu bạc trắng lòng. Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Chị Thu Hoài thông ơi, cho em xin số điện thoại của chị gái nha chị gái ơi. Vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hồ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi hồ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thắm nghĩa tình đầu bạc trắng lâu. Đây à, tăng cường một đài cho em chị gái. Những anh chị nào mình muốn mua hàng á, cứ mạnh dạn để số điện thoại cho em xíu, tư vấn riêng cho các anh chị nha. Em hát cho em vẫn thấy được hết tất cả số điện thoại của các anh chị á. Cho nên mình muốn mua cái sản phẩm nào mình cứ mạnh dạn để số xíu em tư vấn cho các anh chị nha. Tăng cơ một đài nhà em luôn luôn còn hàng và chỉ 350 một hộp, và cứ mua 2 hộp là sẽ được giảm tiền. Cứ mua 2 hộp là sẽ được giảm tiền và hoàn toàn được miễn phí ship nha cả nhà yêu. Mua cái gì cũng được, nhớ là phải để số điện thoại giúp em nha. Muốn quyền
người miền Tây thiệt tình lắm. Thương thì nói là thương, lời em nói nghe nè em thương anh lắm đó người ơi. Đó. Các chị nghe cái tiếng em hiện tại, các chị à, thông cảm giúp em ha. Ok, cảm ơn Phú Sĩ đã thấy sân thoại của mình nè. Các chị thông cảm cho em cái giọng của em ngày hôm nay nha, em còn khó chịu nữa. Nó cứ bị ép kiểu gì á. Ở một bài tiếp theo, bài gì mọi người nhờ? Hôm nay em chơi nhạc miền Tây không luôn nha mọi người. Yến Vân á. Dạ. Em là không có bị gì hết trơn, nó bị nghẹt mũi á. Hình như là em bị viêm xoang á mọi người. Viêm xoang là mùa đông tới nè, nó rất là khó chịu luôn. Hello Loan Nguyễn, có ai mệt chưa? Một năm mình vất vả rồi. Chốn quê Thành Bình, sương mưa nắng phủ mình. Ok chị Thu à, đừng quê nắng lên xuyên qua khe lá. Anh ở đô thành xa hoa, nếu anh không thích thì về nơi đây có em tâm lòng sắc son. Thương anh thân liễu ngọc ngà, mẹ cha chưa gả em nào dám trao. Như hoa như lá lá đà, thân gái mi miều đang đẹp đôi mươi. Ơi họ ơi, bon chen phố đô anh mệt chưa? Mệt chưa anh ơi? Ơi ơi họ ơi, về đây đắp xây tình quê, về đây kéo lúa kéo chày, ta sẽ đông đầy mái nhà được sơ. Người thương em có rất nhiều, nhưng để lâu dài chỉ có mình anh thôi. Gió đưa nhẹ nhàng áo em bà ba, thước tha dịu dàng nắng qua. Lớn thương em rồi chớ để em chờ mong, em cần đâu nhành lá diêu bông. Liễu đung đưa trong ngàn, lời thương của em ngân cho người trốn xa. Ơi ơi họ ơi, thương nhau trao lời tình yêu miền quê ngây ngơ ngàn thư. Thiệt đó nha, thiệt đó chị Hà ơi. Có ai mệt mỏi gì không? Mệt mỏi thì vào đây xả stress với em gái nha. Vào đây mình giao lưu âm nhạc với nhau nè. Và có những cái bí quyết nào mà giúp các chị thay đổi là em đều chia sẻ hết trơn á. Thương em thân yêu ngọc ngà, mẹ cha chưa gả em nào dám trao. Như hoa như lá lá đà, thân gái mi miều đang đẹp đôi. Chèn phố đô anh mệt hồng. Ơi ơi hồ ơi, về đây đắp xây tình ta. Về đây kéo lúa kéo chày, ta sẽ đông đầy mái nhà đơn sơ. Người thương em có rất nhiều, nhưng để lâu dài chỉ có mình anh thôi. Gió đưa nhẹ nhàng áo em bà ba, thước tha dịu dàng nắng qua. Lớn thương em rồi chớ để em chờ mong, em cần đâu nhành lá diêu bông. Hello chị Mùa Anh Tiến, hello chị gái.
để cái kia đẹp hơn hả? Không thích cái này hả? Các chị không thích cái này hả? Chị Ly không thích cái này hả? Tăng cân một đà nhà em hiện tại vẫn là 350 một hộp, và hiện tại là các anh chị mình sử dụng tăng cân một đà trong cái thời gian này nó rất là thích hợp nha, tại vì gần cái Tết rồi. Đó, gần tới Tết rồi, bây giờ mình uống một đà, từ đây tới Tết là mình có sức khỏe tốt rồi, mình sẽ tăng cân nha. Mình sẽ có một vóc dáng thật là đẹp, ơi là đẹp để mình bận đồ Tết cho nó xinh nè. Anh chị mình nhớ là mua hàng cái gì cũng được, phải có để số cho em. Thử bài này luôn. Hôm nay em tìm mấy cái bài mới này, em thử hát đi. Ok chị Tiến. Giảm cân không có. Đỏ đẹp hả? Đỏ quá hả? Em nói anh nghe chàng ơi, tí má em không được vui, vì em đã hơn 30 mà chưa có ai đến xin mình xui. Chờ anh quá lâu rồi, xuân đi xu đến hoa tàn, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có đánh quanh co, em sẽ cho anh no đòn. Ngày mai 25 ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuồng ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa nhân cha mời hai bên ba ma. Chốt kết chặt cái tình xuôi cha đã quyết, thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Ráng năm sau mình kiếm thêm cục cưng, có cháu âm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tờ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Em đổi phong khác nha. Em nhiều cánh chị dữ lắm. Tính đây, yêu em thiệt lòng anh cũng đâu có tính nhây, nhưng mà khổ nỗi nhớ là mua hàng trong cái thời gian này các chị sẽ kịp Tết làm đẹp kịp Tết chứ mọi người đừng có chạy quá, chạy quá là không kịp Tết đâu. Giống như là tăng cân một đà vậy đó, bây giờ uống là cái Tết mình sẽ có hiệu quả nè. Anh đi xin hứa đi, vừa kịp nhà cửa nó thiệt em khỏi lo, khỏi lo nấu cơm giặt đồ hay rửa chén em cứ để cho anh. Kiếm đâu người chồng được như vậy trời, kiếm đâu được người chồng như lời bài hát đi. Anh cảm thấy khó đâu, nói vậy thôi và tôi hiện muốn chết, nhưng mà giữ cũng được miễn mình phải có nhau là được rồi. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh no đòn. Ngày mai 25 ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuồng ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dân cha mời hai bên ba ma. Chốt kết chặt cái tình xuôi da, đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Vẫn em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Ráng năm sau mình kính thêm cục cưng, có cháu âm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tờ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Em như là hổ trong rừng, nên anh hãy coi chừng, đừng có mà lưng tưng. Yêu em thì hãy nhớ có ba điều, một là yêu, hai là thương, ba là sẽ bên em tới già. Mà đã thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Vẫn em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Tháng tháng năm sau mình kiếm thêm cục cưng, có cháu âm bồng ai cũng đều vui mừng. Giấy tờ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Hôm nay đẹp hơn hả? Ok không? Vậy em giữ cái này nha. Giữ nha. Chuẩn luôn. Các anh chị mình nhớ là mua cái gì cũng được, các anh chị phải để số điện thoại bên dưới giúp em Yến nha. Đặc biệt là hôm nay collagen sủi có chương trình cực sốc đó. Hôm nay là dành cho collagen sủi cực sốc luôn. Những tín đồ, những anh chị nào mà mình ghiền uống collagen sủi á, thì mình không thể là bỏ qua thời gian này nha mọi người nha. Xin hút hồn cho cái gì mà xin. Ê nay nhìn xin nha. Mấy bữa chắc xấu hả? Tăng cân, cảm ơn Dung Nguyễn. Đúng rồi, các anh chị mình mua tăng cân mình chỉ cần để số điện thoại kèm theo cú pháp là tăng cân, xíu nữa tư vấn riêng cho các anh chị một lần nữa mấy chút đơn mà, cho nên mọi người cứ yên tâm ha, đừng có lo gì hết mọi người, đừng có lo gì hết nha. Bài gì đó có châu âm bồng. Các anh chị mình nhớ là mua hàng vui lòng để số điện thoại bên dưới giúp em. Chắc em nghỉ hát quá ha. Không ai cầu gì em nghỉ hát đây, cái giọng em nó cũng bị tịt quá nè. Các anh chị mình mua hàng thì nhớ để số cho em đây. Tăng cân một đà nãy giờ các anh chị cứ hỏi về tăng cân đây. Tăng cân nhà em từ trước tới giờ là không có bán thuốc. Thuốc thì nó có hai cái tác dụng phụ, và mình hay sợ là không biết sử dụng tăng cân nhà em có bị mập nước hay không, có bị tích nước hay không. Tại vì cái tình trạng mà mập nước hay là tích nước đó là cái tình trạng
mà khi các anh chị sử dụng những dòng sản phẩm kém chất lượng, những dòng sản phẩm không rõ nguồn gốc, ở những dòng sản phẩm giúp cho các anh chị tăng cân một cách nhanh chóng. Đó, ví dụ như mình mới ăn có mình uống mới có một tuần thôi, nhưng mà nó đã giúp các anh chị lên tới 5kg, 6kg. Ồ, các anh chị nghĩ wow, cái sản phẩm này nó có chất lượng đó, xài thấy hiệu quả cao đó. Nhưng các anh chị ơi, như vậy là không hoàn toàn là tốt đâu mọi người nha. Dục tốc là bất đạt, và trong cơ thể chúng ta cái gì mà nhanh quá thì đều có hại mọi người. Tăng cân mình uống mới một tuần, mình ăn ngủ nghỉ chưa kịp nữa, chưa kịp cơ thể mình trao đổi chất nữa, mà lấy gì mà nó tăng dữ vậy? Các anh chị phải đặt ra một cái dấu hỏi, đúng không? Mình phải đặt một cái dấu hỏi thật là lớn, tại sao lại tăng cân nhanh đến như vậy? Có phải là đó là trữ nước tích nước thì nó mới làm cơ thể mình tăng cân một cách nhanh như vậy không? Cho nên là các anh chị đừng có bao giờ mong muốn mình tăng cân nhanh nha. Tại vì sức khỏe chúng ta đã ăn không ngon, ngủ không ngon có nghĩa là mình đã bị hao hụt này, sức khỏe của mình đã bị giảm xuống nè. Có phải là mình bây giờ mình tìm những dòng sản phẩm nào để mà bồi bổ lại sức khỏe của mình không? Mình sử dụng những dòng sản phẩm đó có phải là đầu độc cho sức khỏe của mình càng ngày càng tệ đi không đó mọi người? Cho nên là tăng cân các anh chị nhớ tìm hiểu rõ giúp em. Và Thảo Mộc nhà em là bán 5 năm rồi chứ không phải là mới bán đây cả nhà. Ở DC Beauty hình thành là 5 năm rồi, và Mộc Đà nó đã đi theo DC Beauty suốt 5 năm vừa qua. Các anh chị biết không, những dòng sản phẩm nào mà nó thực sự có chất lượng nè, nó thực sự an toàn nè, thì nó mới duy trì theo được thời gian. Chứ không thôi là sẽ bị các anh chị loại trừ liền các chị ơi. Cho nên là Mộc Đà nhà em khách cũ thì đã quá quen thuộc, chỉ có các anh chị khách mới thì đôi lúc mình còn hay phân vân, mình chưa có am hiểu rõ cho nên mình chưa có dám mua. Thì các anh chị khách cũ ơi, nếu mình đã mua sản phẩm tăng cân Mộc Đà nhà em rồi á, thì các anh chị mình có thể vui lòng cho em cái xem cái feedback của các anh chị á, về cái sản phẩm tăng cân Mộc Đà nhà em được không ạ? Để cho các anh chị khách mới mình có thể tham khảo. Thì cái tâm lý mua hàng riêng em cũng vậy, em mua hàng bất cứ một cái shop nào em cũng hay đọc một bình luận đó mọi người. Em vào bình luận em đọc thử coi cái shop này coi có ai phản hồi xấu hay là cái gì không, hoặc là người ta mua hàng rồi người ta nhận xét làm sao để mình tham khảo kiểu vậy đó. Đó, cho nên các anh chị mình yên tâm, Mộc Đà nhà em là chiết xuất Thảo Mộc 100%, trẻ em 7 tuổi trở lên đã sử dụng được rồi. Các anh chị biết không, cơ địa của trẻ em nó đâu giống người lớn mình đâu. Nó không có được khỏe mạnh như người lớn của mình đâu. Cho nên là những cái thành phần mà cho trẻ em uống, sản xuất mà cho trẻ em uống được á, thì tất cả các thành phần này phải thực sự là lành tính mọi người nha. Tại vì người cao tuổi và trẻ em uống được thì các anh chị mình cứ yên tâm về cái chất lượng sản phẩm, nó cực kỳ lành tính. Nó chỉ hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon, và cơ thể chúng ta chỉ cần ăn được ngủ được thôi thì đương nhiên mình có sức khỏe tốt rồi. Không có gì quý giá bằng sức khỏe chúng ta, và cơ thể chúng ta cái việc quan trọng nhất đó là cái việc ăn ngủ. Việc ăn việc ngủ phải thực sự là thích hợp nha. Chứ mất ăn mất ngủ một ngày không sao, nhưng mà nó kéo dài vài ngày thôi là bắt đầu mình sẽ cảm thấy có sao liền. Mộc Đà con nhà mình đang dùng mình cảm thấy rất là tốt, và cảm ơn chị Phạm Loan, đúng rồi đó. Các anh chị mình cứ yên tâm về sản phẩm nhà em đi, tăng cái Mộc Đà nhà em là bao dùng bao đổi trả. Trời ơi, các anh chị thấy không, sản phẩm Mộc Đà nhà em bán 5 năm qua rồi, được các anh chị tin tưởng và sử dụng rất là nhiều, và nhà em luôn luôn có một câu nói là bao dùng bao đổi trả cho các anh chị, để mà tăng niềm tin ở anh chị. Anh chị đôi lúc mình bỏ tiền ra, cái đồng tiền của mình kiếm ra nó phải là dễ đâu. Cho nên mình rất là mong muốn tìm những dòng sản phẩm mà uy tín và chất lượng, và mình xài phải có hiệu quả, đúng không? Cho nên là nhà em đã cho các anh chị là cứ mua về sử dụng thử, nếu như mà không đúng như lời tụi em tư vấn, ok, nhà em sẵn sàng thu hồi hàng lại cho các anh chị luôn đó. Quá yêu kiều, yêu chiều khách hàng luôn á. Yến làm tóc giống con Tuần Lộc quá hả? Dạ, cảm ơn chị Anh Tuyết nha. Cái này em làm có lâu đâu chị ơi, em làm có 5 phút là xong cái đầu của em rồi, em quấn quấn.